chứ lâu giờ mình học là ký sinh trùng là toàn là tác hại từ từ mà mang tính nó ảnh hưởng chi nhiều từ từ mang tính thôi. Có một cái có một con tác hại cấp tính và làm chết ở chính lớp có nhúng xoắn. Còn lại nhưng mà nhúng xoắn thì thường dịch tễ nó phổ biến, nhưng mà sụt rẹo thì nó phổ biến, cho nên là bệnh sụt rẹo là cái bệnh mà diễn tiến cấp tính và có thể làm chết, thì đó chính là Plasmodium falciparum ấy. Đó là cả cái khác biệt giữa nhúng ký bằng cầu. Và ở đây có thêm một cái khác biệt nữa, đó là thời kỳ của bệnh. À, vì vậy phân tích lại này, bên này sụt rẹo nặng thì bên này là sụt rẹo nhẹ. Bên nặng thì bên nhẹ, bên này mới liên quan tới gì? À, số lượng hồng cầu bị ký sinh. Còn bên này sụt rẹo hạt tinh, còn bên kia cái tư mà đổi ngược lại để chỉ thì gọi là sụt rẹo thường. Đấy, thấy chưa? Rồi. Bên ác tinh không bên thường thôi, sụt thường thôi, còn bên này sụt ác tinh. À, ví dụ như sụt rẹo ác tính thế nào thì do tắc mạch máu não, bệnh nhân lên rồi lo ý thức có hôn mê và rất là nhanh, nếu điều trị nó chết nhá. À, ví dụ đây này, hình ảnh này là cuộc sinh thiện bốn cái mạch máu não ấy mà bệnh nhân sụt rẹo ác tính thế nào có tử vong, có thể đến đó rất là nhiều thể gì, thể gì đâu, thể có gì có sắc tố sụt rẹo đúng không, vàng 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 rất nhiều ở cái chỗ mà vàng vàng lên chỗ nó có sụt rẹo đó, có thể có gì nhiều mặt, vì vậy đó chính là thể gì, thể phân chia đó đi dính lại ân tứ trong mạch máu nội tạng ấy, mạch máu nào đấy, cái này bệnh nhân họ chết rồi có sinh thiện mạch máu nào thì rất là nhiều thể phân chia như vậy. Còn cái khác biệt ở đấy là ý thứ nhất là ủ bệnh ấy, đó bên là 7 đến 15 ngày, còn 12 đến 17 ngày. Vậy là khi hồi có nói là ủ bệnh thì tương ứng với thời kỳ của chu kỳ, à chu kỳ gà. Bên đây này